Sau khi nhận được thông tin về một trường hợp có địa chỉ tại thôn Vinh Quang, thị trấn Khói Châu, huyện Khói Châu, về từ Bệnh viện Việt Đức Hà Nội có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vì do ở cùng phòng với F0 người Hà Tĩnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị trấn Khói Châu thiết lập vùng cách ly, phong tỏa xóm Đồng Tâm, khu phố Vinh Quang với 12 hộ dân cùng 49 nhân khẩu. Tổ chức khoanh vùng cách ly, truy vết được 9 trường hợp F1 đưa đi cách ly tập trung, 23 trường hợp F2 và 170 trường hợp F3 phải cách ly, theo dõi tại nhà. Các cơ quan chức năng hiện đang khẩn cấp triển khai các giải pháp khoanh vùng, khống chế dịch. Hàng ngày thì địa phương vẫn khử cho công tác khử khuẩn 2 ngày phun một lần và hướng dẫn các gia đình lau tủ đoạn và thực hiện nghiêm cái công khẩu hiệu 5K. Cùng với đó, các lực lượng trực chốt, tổ công tác cộng đồng tuyên truyền, rà soát, theo dõi các trường hợp qua chốt, nhất là các trường hợp người từ Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam về địa phương phải khai báo y tế và theo dõi sức khỏe nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện.